Cái không gian sinh hoạt như vậy thì em cảm thấy có đủ à, như em thì em cảm thấy đủ anh. Tại thật ra là anh em mình một ngày đi làm ở ngoài trong rất là ít ở trong cabin. Với lại công ty một tuần một lần hoặc là một tháng một lần công ty có cabin inspection kiểm tra cabin. Cho nên là cái thằng mà nó ở chung với bạn mà nếu nó ở dơ quá thì nó cũng phải dọn phòng. Hoặc là bạn có thể complain. Đúng rồi. Thì ở trên này được cái ví dụ người lười cũng phải sạch sẽ ở trên này đúng không? Yeah. Hồi trước anh đi 7 năm ở trên Costa thì một cái toilet là 4 người xài. Wow. God. 4 người xài có nghĩa là phòng bên kia nó cũng có một cái cửa vào cái toilet của mình. Yeah. Phòng mình cũng có một cái cửa có nghĩa là connecting door. Một cái toilet hai cửa đó. Thì 4 người xài mà khen ao dậy cũng chờ nhau tắm để đi làm chứ không phải làm được như ở trên cái tàu mới của mình đây. Tàu của Royal Caribbean là tàu của Mỹ. Thì nó có cái hơn là mỗi cabin là một cái toilet riêng. Dạ đúng rồi, chính xác. Tàu ở Việt Nam mình hiện tại có tuyển Saru thì hôm qua mình có xem bài đăng của một người đi Saru về thì vẫn là 3 người một toilet anh ha. Qua em mấy bữa em có cho anh coi á. Chắc 3 người nhiều một toilet. Cũng khá nhiều hãng tàu là nó cứ kiểu vậy á thì cứ xài chung một cái toilet. Cho 4 người. Thì sợ là kinh hoàng. Và trên tàu có ta ở đây là làm không quá 10 tiếng. Quá 12 tiếng là không quá supervisor của bạn sẽ có warning. Bên Costa thì ngày nào cũng 13, 14 tiếng là chuyện thường. Làm còn bên này, bên Costa là làm như máy mà bên này là người, đúng là những cái công việc của người làm. Cho nên mình cảm thấy sang bên cái công ty này thì nó có vẻ là tốt hơn. Nhiều thứ nó tốt hơn. Nói đơn giản là giống như ở Việt Nam mà bạn đi làm công nhân cho những cái xưởng giày, xưởng cá của người Việt Nam mở để mà gia công cho nước ngoài đó là giống như Costa, giống như Aida hay Tui lên ha. Còn cái công ty Royal Caribbean này á, các bạn đi làm các bạn sẽ giống như các bạn làm công nhân của Samsung, của Inter ở Việt Nam gì đó. Thật sự luôn. Nhưng mà về cái mức lương á thì mặt bằng chung thì thấy công ty này nó cao hơn. Nó vừa cao hơn mà môi trường làm việc lại tốt hơn. Bên em ở bên kia em biết Cúc, cái vị trí của em là bao nhiêu không? Được có khoảng 800 hơn. 650, mà vì 650 rồi là em phải làm thêm là loading, có nghĩa là vận chuyển hàng á. Gọi là side job á. Thì em mới được khoảng 800. Thấp dữ vậy? Còn ở đây thì em làm một việc thôi là em có tầm 950 rồi đúng không? Thêm mấy tiếng, thêm giờ một tháng có thể kiếm được 1.000. Mà trong lúc đó là ở bên đó là làm là cày như trâu luôn nha. Làm cái ngày 13, 14 tiếng chứ không phải là như ở đây. Thế thật sự mà lúc mà em đang nói chung là em thấy hơi sâu nhưng mà là em may mắn. Thật ra là may mắn mấy bạn. Rất là may mắn. Mới đầu mình đọc Costa. Mới đầu mà em làm Costa là rồi khổ lắm. Thật ra là mới đầu mình đọc Costa đó mà không biết tại sao mà may mắn là đi qua tàu này. May mắn, quá may mắn luôn. Như bọn em là quá may mắn, còn như lứa thời của tụi anh trời sang Costa làm chạy như vịt. Có cái mà giống như là chắc nhiều bạn muốn cái công việc này bởi vì mấy bạn muốn đi nước ngoài đúng không? Các bạn muốn du lịch chỗ này chỗ đó đúng không? Thì anh Nhận đi 7 năm rồi, anh Nhận thấy sao? Thấy sao về cái mặt mà mình biết mình cực khổ rồi đó, nhưng mà mình chấp nhận mình hy sinh để mà mình được đi chỗ này chỗ kia, biết nước này nước kia được sung sướng. Nhưng mà đừng nhảy tàu nha anh.
Anh cho biết suy nghĩ anh coi một người đi 7 năm mà chưa nhảy tàu, đâu phải đơn giản. Nhảy tàu thì nhảy làm gì, tại vì là giờ ví dụ cứ mình cứ làm ăn đàng hoàng như thế này thì sau này nó không có ảnh hưởng đến tới con tới cái của mình. Dạ, ví dụ các bạn giờ mà nhảy tàu đúng không, nhảy trốn sang Anh đi chẳng hạn, thì bây giờ mình cũng có một người bạn bây giờ là mất tâm mất tích luôn, không ai liên lạc được luôn, thì cũng nhảy tàu á, nhảy gọi là khi hồi xưa làm Costa thì cũng nhảy tàu, bây giờ là hiện tại là ở Úc nhưng mà cũng không có ai liên lạc được gì hết luôn, không có Facebook, không có Zalo, không có, nói chung là mất liên lạc luôn rồi. Được khoảng 2 năm nay rồi. Một năm đầu tiên thì bạn đó bạn ở bên bên Úc thì cũng có Facebook qua lại, bây giờ qua lại, còn mà 2 năm sau này á thì không có bạn bè, mặc dù là anh là bạn thân nha, bạn thân mà rồi mấy những người bạn của bạn đó nữa, nói chung là không có ai biết là bạn đó đang ở đâu hết. Bây giờ là mất liên lạc luôn rồi, không biết tình hình như thế nào, mà tình hình dịch Covid này nữa cũng không biết là bạn đó có còn an toàn hay không. Nói chung ra ngoài á, rủi ro rất chi là cao, mà sau này cũng ảnh hưởng đến lý lịch của con cái nữa. Ví dụ con của các bạn muốn đi nước ngoài, đi sang các nước như châu Âu, Mỹ này nọ thì họ cũng sẽ điều tra về giống như hồi xưa em đi xin visa đúng không? Nó cũng bắt em điền về tên của bố mẹ này nọ. Dạ đúng rồi, có người thân ở nước ngoài không? Thì nó những theo cái thông tin của các bạn cung cấp thì nó sẽ điều tra. Nếu mà có vấn nhiều khi không mình ghi vào nhưng mà không thấy người ta phản hồi gì hết. Tại vì là người thân của các bạn, bố mẹ của các bạn không có dính líu về gì, về vi phạm gì về pháp luật, cho nên là họ không có phản hồi về với các bạn về những cái phần hồ sơ trong đó. Nhưng mà một khi mà các bạn, bố mẹ các bạn mà đã bị dính cái gì thì nó sẽ từ chối về cái giấy tờ mà các bạn muốn làm visa hay là gì đó. Thì đó là một cái mà sau này là ảnh hưởng cho con, cho cái. Cho nên là lý do đó thì mặc dù là bước chân một cái ra khỏi tàu là Anh, là Pháp, là Mỹ, là Hà Lan, Thụy Điển, nhưng mà mình không có trốn là lý do là vì vậy. Dạ đúng rồi. Đó thì thật sự là nếu mà anh em mình muốn trốn á, anh em mình có thể chọn được nước để trốn luôn. Chứ không phải giống như người ta mà cần phải đi vượt biên như thế này thế kia khổ sở đâu. Giống như mấy người kia phải vượt biên rồi đi trong container rồi có khi phải chui trong thùng rác. Nhiều lắm. Em nghe chưa? Em nghe những cái đó chưa? Dạ, đúng rồi. Các sắc dân thì nó làm sao? Trên tàu này thì chắc cũng khoảng 70 đến 80 quốc tịch đang làm việc ở trên tàu, sinh sống và làm việc ở trên tàu. Thật ra là em nghĩ là một cái vấn đề nè mà nhiều bạn chắc cũng suy nghĩ. Bây giờ có suy nghĩ là khi mà mình đi làm, mình làm việc với người Philippines thì nó như thế nào? Làm việc với lại người Indo thì nó như thế nào? Rồi Ấn thì nó làm sao? Trung Quốc thì nó làm sao? Tây thì nó làm sao? Tại vì mấy bạn trên tàu thì có bốn, số 1 là Philippines, thứ 2 là Indo, thứ 3 là Ấn Độ, mà Ấn Độ hiện tại cũng gần bằng Indo rồi ha. Thứ 4 là Trung Quốc đúng không? Đó. Thì anh Nhũng có thể chia sẻ kinh nghiệm làm việc với mấy nước đó không? Giống như là người ta hay nói là người Việt Nam là thân thiện, hiếu khách đó, vui vẻ hay cười, không thù dai. Thì anh làm với Trung Quốc, Ấn Độ, Indo, Philippines, những nước đó thì sao? Tại vì em nghĩ những bạn này lên thì cũng chắc chắn là sẽ đụng những nước đó thôi. Đụng Việt Nam hay bị khó cho mấy bạn. thì về cái chuyện đó thì mình cứ bình thường thôi. Rồi là mình nói chung làm việc thì cứ
đừng có tranh đua ganh đấu nhiều, đừng có đụng chạm đến ai thì thôi, không vấn đề gì hết á. Có một cái lời nhắn nhủ cho những bạn nào mà muốn có ý định và muốn lên tàu làm việc thì em sẽ nói gì? Em nói đầu tiên là nếu mấy bạn mà không cảm thấy là mình không thể sống chung với một người khác thì không nên đi tàu. Tại vì phần lớn thời gian bạn sống chung cabin với lại đồng nghiệp của bạn, nếu mà bạn cảm thấy là bạn không thể nào mà hòa nhập được với người ta, người ta nói một câu và bạn cảm thấy giận liền rồi, upset liền rồi, thì rất là khó ở chung hai người. Đúng rồi. Mà khi mà bạn nó không, cuộc sống của bạn hàng ngày bạn thấy không thấy thoải mái là công việc bạn sẽ rất là áp lực. Bởi vì trên tàu làm rất là mệt, thấy bạn về cabin ai cũng muốn nghỉ ngơi hết. Nếu mà bạn về cabin, chẳng hạn như ví dụ đơn giản thôi, bạn ở chung với Ấn Độ, Ấn Độ là rất là nổi tiếng là cái mùi, cái mùi cơ thể. Dạ, nếu mà bạn, tại vì Việt Nam rất là ít, mấy bạn có thể như tàu của mình làm một mình Việt Nam, đúng tàu rồi. Của anh Nhuận làm có một mình anh Nhuận Việt Nam, nhờ Covid tụi mình mới gặp nhau. Thì mấy bạn, nếu mà bạn ở chung với Ấn Độ rồi thì bạn về là bạn không ngủ được. Đúng rồi. Thì như thế nào? Đó. Thứ hai là trước lúc mà mình đi tàu á thì anh Nhuận nè là đi rất nhiều năm rồi, rồi một số anh chị nữa trong group anh ha, thì có chê nước này có khen nước kia, như vậy đó. Rồi khi mà mình lên tàu thì mình thấy là thật ra ở đâu cũng có người tốt người xấu, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà vấn đề là bạn làm như thế nào mà để cho người tốt thích bạn mà người xấu cũng thích bạn. Đó, chính xác. Bạn không thể nào mà bạn có thể nói là mấy thằng Ấn Độ là nó gặp ai nó cũng im, nó toàn nó chỉ mấy thằng Trung Quốc toàn nói tiếng Trung không mà không nói tiếng Anh. Đó là thực trạng như bạn, đó là thực trạng. Nhưng mà bạn phải nghĩ lại là người ta gặp bạn người ta im, đó là chuyện của người ta. Nhưng mà bạn gặp người ta bạn cứ chào cứ cười thì bạn không mất không thiệt gì hết. Đúng rồi. Thật ra mình có một số nhận xét, nó tuy là nhận xét cá nhân của mình. Nếu mà anh Nhuận thấy khác thì anh Nhuận bổ sung, hoặc là mấy bạn thấy khác thì đó tùy vào trải nghiệm mấy bạn. Nhưng mình thấy là nói về sắc dân á thì mình thấy là Philippines là number one đúng không anh? Số lượng nhiều nhất, nhưng mà cũng là nó Philippines nó friendly nhất, mà nó cũng dễ chịu nhất. Đó là lý do tại sao mà người Phi trên tàu nhiều, mà ta thích người Phi này vậy. Đó. Tất nhiên cũng có những người không tốt nhưng mà nó không có nhiều lắm đâu. Đúng rồi. Còn thứ hai, cái quốc tịch mà nhiều thứ hai trên cái những cái đội tàu cruiser hiện tại là Indonesia nha. Indonesia xong đó Ấn Độ. Yeah. Nhưng mà Indo thì nó có hai loại Indo nha bạn. Trên tàu là Indo from Bali và Indo không đông from Bali. Tại vì thực tế là nếu mà bạn gặp người Indo mà họ tới từ Bali á thì họ rất là tốt, thật sự là họ rất là tốt với bạn luôn, họ rất là vui vẻ mà hòa thuận, họ giúp đỡ với bạn sẽ rất là nhiều. Còn người Indo mà nó mà không tới từ Bali á thì mình đánh giá là cái mức độ tốt hay là thân thiện của họ ngang với Ấn Độ, rất chưa thân. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì anh Nhuận thấy vậy đúng không? Anh Nhuận thấy Indo không đến từ Bali nó sẽ khác Indo không đến từ Bali, anh Nhuận có thấy vậy? Những cái đó thì mình lại có cái kiểu khác, mình không quan tâm đến cái họ đối xử với mình như thế nào này nọ, cho nên là mình cũng không hiểu rõ lắm. Thì công việc của mình cứ làm ở trong cabin này nọ thì mình cứ ví dụ đi làm về thì mình muốn ngủ thì đóng cái rèm lại, che cái rèm lại, thì nó muốn làm gì thì làm. Thì nói chung là ở trên này nó cũng hiểu. Nói chung hầu như ai cũng hiểu là cái thời gian nghỉ của mình rất là quan trọng, cho nên là họ phải thông cảm với nhau. Họ mọi cái hành động họ tự để ý. Họ tự để ý để họ tôn trọng cái người ở cùng. Cho nên là kéo rèm lại thì họ bật điện lên thì cũng không có sao, tại vì là cái rèm nó che cái ánh sáng của điện rồi á, thì cũng không làm phiền tới các bạn nhiều. Thì cứ nói chung là mỗi người mỗi giường,
có một cái rèm thì mình về thì nên nhẹ nhàng, yeah. Thì họ cũng nhẹ nhàng với mình, yeah. Đó, không ai làm phiền ai, cho nên là cái đó là không có vấn đề gì hết, yeah. Đối với anh phải tôn trọng người khác thì ta mới tôn trọng người khác. Có lẽ là video của mình đến đây thì cũng kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn khá dài rồi đó. Cũng khá dài rồi, thì hẹn gặp lại các bạn lần tiếp theo, yeah. Ngày mai anh em mình sẽ nói nhiều hơn nữa. Okay. Rồi, xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn like và subscribe cho anh Nhận ha, để Nhận có nhiều động lực làm thêm mấy video nữa. Ok.